Anh ơi, anh ấy 28 tuổi, ẹt nhau trên Facebook và anh ấy nhắn tin đeo đuổi được 2 tháng. Em dùng chữ là nhắn tin đeo đuổi được 2 tháng. Thì thứ nhất, nhắn tin không tính là đeo đuổi. Nhắn tin anh không coi là đeo đuổi, tại nó không có một cái dấu hiệu gì. Nhắn tin giống như nhìn cái vậy đó. Giống như người đàn ông nhìn em cái, anh ta đeo đuổi em quá anh tưởng. Nào, nhìn không có đeo đuổi. Đâu, nhắn tin anh không tính là đeo đuổi. Nhắn tin mà người phụ nữ coi là đeo đuổi thì cái người phụ nữ đó có thể nói là bị phụ thuộc rồi. Tại vì khi mà người phụ nữ nghĩ là người đàn ông đó mà đeo đuổi thì có nghĩa là bạn đã vào cái trạng thái cảm nhận như mình được đeo đuổi. Có nghĩa là mình đã nhận định sai, có nghĩa là cái đó đã có tác dụng với mình rồi đó. Rất là không nên. Cho nên là anh ấy 28 tuổi ẹt nhau trên Facebook, chữ ẹt nhau nó nghe nó. Và anh ta nhắn tin đeo đuổi được 2 tháng rồi nhưng do giãn cách nên chưa gặp nhau bao giờ, em thấy không? Mình luôn tìm một cái lý do để tạm gọi là để cho mình cảm giác tốt, trong cái bản chất sự việc nó là sao, nó là vậy. Giả sử không có giãn cách anh ta cũng có thể không gặp thì sao, không biết được đúng không, tại không có giãn cách. Ok, cho nên ở đây em nói là vì giãn cách có nghĩa là em xác nhận là anh ta đã đeo đuổi em đó rồi. Anh ấy bày tỏ tình cảm em như người yêu, bày tỏ bằng cách nào, nhắn tin ha, tại vì em nói nhắn tin là cái duy nhất rồi. Nhưng do em chưa gặp nên anh ấy ngại. Anh nên ngại, chưa gặp anh ấy nên ngại, không chịu video call và call nhau nhiều. Gần đây em đã chủ động nói với ảnh là nếu sau này hết dịch gặp được nhau thì tụi em có thể liên lạc sau, vì hiện tại em không quyết định được tình cảm. Anh ấy cũng ráng nói chuyện với em thêm vài ngày rồi cũng im lặng được 1 tuần. Cái đó nó xác nhận rõ ràng là không có đeo đuổi ngay từ đầu, anh ta im lặng đúng không. Một người đàn ông mà có cái gọi là đeo đuổi, có cái sự rung động, anh ta chạy tới kiếm, anh ta tìm mọi cách quyết liệt hơn khi mọi việc gặp thử thách. Tức là bây giờ anh ta nhảy 1 mét nhưng mà gặp cái hàng rào 1 mét 1, ta quay đầu thì chứng tỏ là nó không có cái đầu tư, nó không có cái nỗ lực, nó chứng tỏ không có rung động. Người đàn ông có rung động, cái hàng rào 1 mét là quá thường. 1 mét 1 mà anh nhảy được tới 3 mét lận, anh có cái thang ở đây và sẵn ba cái lò xo luôn, nếu cần anh chồng lên anh nhảy, nhưng mà anh sẽ nhảy qua cái 1 mét 1 trước. Tại sao? Là vì cái sự rung động nó mạnh lắm luôn. Ở đây khi anh ta im lặng như em tả cả tuần, cho nên nó có nghĩa là cái chứng minh là người này không có rung động, vậy thôi, hoàn toàn không có gì hết đúng không. Anh Tuấn cho em hỏi là em làm vậy có sai không mà sau này có thể anh ấy tụt cảm giác và không thích em nữa không? Thứ nhất là anh ta không có cảm giác gì để tụt cả. Em làm vậy không sai, nhưng cái suy nghĩ của em là không nên. Suy nghĩ của em là suy nghĩ là mình đang làm mất một cái gì đó, trong khi ở đây không có gì để mất. Cho nên nó không phải là sai hay không, nó không có cái gì chứng minh ở đây cả để gọi là mất. Không có gì để mất và không có gì, và em không mất gì hết. Cho nên là hành động đúng, nhưng mà suy nghĩ của em là cái suy nghĩ nó làm cho em bị tổn thương và cảm giác tiếc nuối và đau đớn, và đó chính là nó tạo ra cái nỗi đau và sự khập khiễng. Lần sau có thể có một cái mối quan hệ thật sự tốt, và em lại vì sợ mất cho nên em lại hành xử theo hướng ngược lại chẳng hạn, thái quá, hiểu không? Tức là vì nó nắng mình lại cho nên mình có thể là lần sau mình lại nói là rút kinh nghiệm trước, kỳ này là yêu lẹ lẹ để mất. Nó có thể là nhiều kiểu không, cho nên là cái đó đáng sợ cho nó, cái gọi là những cái được đúc ra từ những cái biến cố của cuộc đời. Bây giờ là mình luôn phải giữ mình bằng cái cách nhận định đúng, thì đó là cái cách mà chúng ta gọi là hoàn thiện bản thân, là phát triển bản thân. Chúng ta giữ cái nhận định sao để cho nó thăng bằng nhất, nó bình an nhất, nó là cái tâm hồn chúng ta nó không có bị rách rưới, nó tàn phế, nó không có đau đớn. Thân xác chúng ta thì có thể là bị tổn thương, bị tật nguyền, nhưng mà tâm hồn chúng ta thì không thể bị tàn phế, tại vì đó là cái cách để được hạnh phúc, đúng không? Tại vì chúng ta có thể làm điều đó mà. Cơ thể bị tai nạn nó có thể bị tật nguyền, yes, nó có thể bị tổn thương, yes, nó có thể có bất thể cái này, thậm chí có thể mất đi một phần cơ thể, nhưng cái tâm hồn chúng ta không thể bị tật nguyền. Tại sao? Tại vì nó có thể là 100%. Chúng ta có thể làm điều đó, cho dù cơ thể như thế nào cũng có thể làm được điều đó mà, hiểu không? Anh Tướng ơi, em và anh quen qua mạng, anh đã tới gặp vẫn mong muốn tiếp tục và cưới em, nhưng em lại thấy dù đã nhắn tin nhiều nhưng em lại không có nhiều tình cảm, chỉ có anh ấy như một người bạn tâm sự nên em đã dừng lại. Tuy nhiên em vẫn muốn làm bạn, muốn làm bạn có phải em bị phụ thuộc không anh? Đúng, em có bị phụ thuộc, yes, và cái đó nguy hiểm lắm. Tức là em không yêu người đàn ông này nhưng em phụ thuộc người đàn ông này, nó bị méo. Em thấy xong thời gian mà khi anh ta có nhỏ khác, em lại cảm giác xao xuyến và em lại cảm giác là hình như mình yêu người đàn ông này. Ba cái đó là mấy cái anh gọi là bị khổ á, bị khập khiễng, bị tổn thương, bị lằn nhằn dây điện á, và nó tạo ra cái đau đớn khổ sở. Vài bữa anh ta có đứa gái khác, cái đứa bồ gái, anh ta nói là ok, anh giới thiệu với em người bạn gái mới của anh, tại vì cái quan hệ của em xong thời gian nó rã ra như vậy. Còn em thì vẫn muốn là bạn. Anh nói ủa sao kỳ, sao anh có bạn gái?
Cái anh ta mới nói ủa thì anh phải có bạn gái chứ, vợ em không phải là bạn gái gì, có bạn gái có gì đâu, mình chỉ là bạn đó mà. Cái bản gì đó, xem em như là em gái đó, em muốn là em gái thì giờ em gái loại vậy bạn bè á. Thì lúc em là cảm giác đau đớn, đau đớn. Thì em thấy lúc đó là xác nhận rõ luôn đó. Lúc đó là em mới hiểu ra lúc đó muộn rồi, lúc đó là thôi rồi lượm ơi đó, hiểu không? Em và anh quen nhau gần 4 tháng, em ơi, một số ca là vì dịch, nhưng mà nhiều ca là vì không muốn gặp hay là không đến gặp vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi mình cứ nghĩ là bị dịch, tại vì làm sao biết được, chứ không dịch thì mới biết đúng không? Nhưng mà để coi coi sao. Người ta sẽ nói là vì dịch, vì công việc, vì đường xa, ước mưa là vậy nên chưa gặp nhau à. Khi quen như vậy mà mỗi lần anh gọi điện là nói 1-2 tiếng, khoảng thời gian đầu thì ngày nào anh cũng gọi, thời gian ở đây thì ít hơn, có được 3-4 ngày mới gọi một lần, có được nói chuyện nhiều như vậy khi chưa gặp không anh? À, khi kết thúc, khi muốn kết thúc chuyện chuyện mà không muốn tắt máy, em cứ vậy mà tắt máy thì có bất lịch sự không? Cảm ơn anh Tuấn. Em ơi, đi tới đây có thể nói là đây không là mối quan hệ tốt. Nó không phải là chuyện mình có nên nói chuyện tắt máy không tắt máy nữa, mà cái người đàn ông này không có yêu em, không có rung động. Thì không có, ở đây không có gì hết trơn nha, bỏ đi qua em đi. Anh ơi, dấu hiệu người đàn ông phô lên để mình đồng ý cưới như thế nào ạ? Dấu hiệu người đàn ông phô lên là anh ta thay đổi cái phiên bản của anh ta. Anh ta qua những cái hành xử anh, ngay từ đầu đó, em sẽ thấy được nó là một cái gì đó nó liên tục ngay từ đầu, chứ mà nó nhắc đằng sau không. Thì bởi vì phải có kiến thức là như vậy á, thì em phải nhận ra được cái sự rung động, rồi em thấy được cái sự thay đổi trong cái lộ trình, nó còn về cái thân phận anh ta như thế nào nữa, cái cách anh ta hành xử trong cái quá trình anh ta đeo đuổi đầu tư như thế nào nữa, rồi dẫn tới sự thay đổi phiên bản, rồi dẫn tới cái việc anh ta muốn cưới em, tất cả những cái hành xử đó nó dẫn tới. Thì cái đoạn sau mình nhắc trả lời không thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ hiểu sai nhiều lắm. Nhưng mà nếu các bạn có một cái gì nó có tính nhất thống ngay từ đầu, nhận ra được sự rung động này, thì sẽ thấy nó rõ hơn. Em và anh ấy đều đổ vỡ trong hôn nhân copy. Em và anh ấy đều đã đổ vỡ trong hôn nhân trước kia, quen nhau 1 năm rồi. Lúc trước anh ấy muốn kết hôn với em, nhưng giờ anh ấy nói anh chỉ muốn mình yêu nhau đến cuối đời, nhưng anh không muốn kết hôn vì hai đứa có con riêng của anh không muốn ảnh kết hôn ạ. À, hiện giờ em ấy ở chung nhà nhưng mỗi người một phòng. Cảm ơn anh. Em ơi, cái câu trả lời của anh ta, nếu như em không nhận ra được câu trả lời thật đó thì em sẽ khổ. Thật ra em đang khổ rồi, đó là lý do tại sao em nói ra, nhưng mà em không có câu hỏi trong cái phần em tả. Em và anh ta đã đổ vỡ hôn nhân thì đúng ra mình nên có kiến thức đi. Sau khi đổ vỡ hôn nhân mà em không có học cái kiến thức về hẹn hò thì em vấp lại ngay lập tức và em bị đau tiếp tập 2. Mà cái này nó sẽ nó phim này nhiều tập chứ không phải 2 tập không nhá. Anh nói để em cẩn thận với bản thân. Ở đây em vào một cái mối quan hệ mà người đàn ông đã tụt cảm giác với em, và bây giờ em đang sống chung với anh ta, thì người ta không yêu được nếu sống chung. Và đương nhiên anh ta không muốn cưới em chứ không phải tại con cái, anh ta không muốn cưới em tại vì cái cảm giác nó không đủ để anh ta cưới. Anh ta đang nghĩ tới việc có thể sẽ chạy đi, và việc hai người ở riêng đó nó có nghĩa là đang đi theo hướng nó rất là rõ. Nói một cách đơn giản là anh này không có yêu em được vì những cái hành xử đã xảy ra từ phía em. Ok, anh ta thì chỉ biết như thế này nè, em dắt anh ta đi đâu anh ta đi đó, và cái em dắt anh ta đi là tới cái chỗ tụt cái cảm giác. Và ngày hôm nay á là chuyện nó hư, và em không có câu hỏi, nhưng mà rõ ràng là trong lòng em đang đau và em có vẻ muốn níu kéo chuyện hư. Em nên gấp gáp điều chỉnh lại bản thân mình. Nói cái này nó khó đón nhận, là tại khi mình nói điều chỉnh bản thân mọi người cứ nghĩ là anh ơi yêu yêu 2 năm, anh ơi yêu 2 năm, anh ấy rất chiều em, đưa hết tiền lương cho em, gần nhà nữa anh ấy qua nấu ăn cho em, nhưng em hay giận dỗi nhiều. Có tại sao lại giận dỗi nhiều? Bắt anh làm theo ý em hết, hôm nay tiêu rồi. Cái này là tổn thương, cái này là có niềm tin nhưng mà tụt cảm giác rồi dẫn tới tổn thương. Hôm nay em và anh cãi nhau vì em hay bắt lỗi từng cái nhỏ, anh không nhường nhịn em nữa mà cả hai cãi tay đôi, vậy em nên làm sao ạ? À? Vấn đề nằm ở em đúng không? Ở đây nó có nhiều cái bất đã hư nha, anh nói cho em biết là tới mức độ hư. Thứ nhất nè, em nói 2 năm thì nó nói là cái thời gian hai người quen nhau. Anh ấy rất chiều em, nó nói là lúc đầu anh ta có rung động nhiều, anh dùng chữ lúc đầu nha. Ok, để anh dán lại, anh nhảy mà. Anh phân tích từng đoạn, em thấy những cái em tả ra. Đưa hết tiền lương cho em, nó nói là anh ta rất tin tưởng em ở lúc đầu và anh ta nghĩ là anh ta sẽ đến với em đó. Có nghĩa là cái sự rung động đó lớn đó, nó xác nhận là lúc đầu lớn đó. Nhà gần nữa ai hay qua nấu ăn cho em, điều này nó nói lên cái cảm giác anh ta đã tụt vì sự theo đuổi đã mất. Tức là giá trị rung động thì là cao, nhưng mà cái cảm giác đeo đuổi thì không có. Tại vì em anh ta có thể qua nhà em nấu ăn cho em thì coi như là em đã chấp nhận rồi. Cho nên là sự đeo đuổi chinh phục nó mất ở trong anh ta, cho nên cái cảm giác yêu rung động nó tụt dần đi. Cảm rung động thì chắc chắn sẽ tụt.
Nhưng mà nó tụt gần đi là vì tự nhiên nó sẽ tụt. Nhưng mà cái cảm giác yêu nó không có cơ hội nó xây. Rồi tiếp tục nè. Bắt rồi em, nhưng em hay giận dỗi nhiều, bắt anh làm theo ý em. Ở đây trong mối quan hệ của em á, thay vì được công nhận thì nó sẽ là cái hướng lầm mà nó làm cho cái mối quan hệ đi theo hướng tốt hơn. Anh nói đi theo hướng nè. Nhưng mà em lại giận dỗi làm thì nó lại như thế này nè. Khi em giận dỗi anh ta làm chiều lòng em thì em sẽ có cảm giác là anh ta đeo đuổi. Nhưng mà cái đó không là sự đeo đuổi. Nó là những cái trách nhiệm anh ta phải làm để em được hài lòng. Và cái đó phải đeo đuổi. Đeo đuổi là anh ta làm anh ta tốt hơn, thành phiên bản tốt hơn. Ở đây ấy là em bắt anh ta làm hài lòng em. Có nghĩa là một cái gì đó có tính cá nhân, một cái gì đó để phục vụ cái cô này, chứ không phải là về phát triển phiên bản. Cho nên ở đây nó không tính là anh ta đeo đuổi. Ở cái chỗ anh ta phải lòng làm hài lòng em. Cái đó các bạn nữ hiểu lầm, anh ta đeo đuổi em. Cái sự làm hài lòng với người phụ nữ là tốt, nhưng mà nó phải cái gốc nó phải là để tốt hơn. Còn ở đây là để làm chiều lòng em. Nó không phải là cái đúng nghĩa của cái gọi là đeo đuổi và đầu tư. Thì khi mà cái điều đó xảy ra thì anh ta không phải là yêu em, không phải đeo đuổi em, mà anh ta bị tổn thương dần. Trong khi mối quan hệ đúng ra là phải công nhận. Tiếp tục nè, để coi nè. Hôm nay em và anh cãi nhau vì em ấy bắt lỗi anh từng cái nhỏ. Thì em thấy là cái mức độ sự tổn thương nó tăng dần lên. Tức là những cái đó là tôi cảm giác yêu đó. Tôi cái cảm giác anh nhường nhịn em anh không nhìn nhường em nữa mà cái hai cãi tay luôn. Có nghĩa là cái cảm giác yêu của anh ta, cái cảm giác rung động thì nó tụt gần hết, cảm giác yêu không có. Thì bây giờ nó xuống tới cái mức mà ở đó anh ta coi em là mất cũng được. Hồi trước anh ta không cãi em, anh ta cố gắng làm là vì anh ta cái cảm giác rung động nó còn. Và anh ta cảm giác là vẫn phải cố gắng tại vì nó còn lớn hơn. Ok, cái này cân ra thì cái này vẫn lớn hơn. Nhưng bây giờ khi cái cảm giác này nó tụt hết rồi thì lúc đó và cái sự tổn thương nó tăng dần, tới lúc nào đó anh ta thấy là cái này không được, mất cũng được không sao, cãi. Đó là một cái gì đó rất là tự nhiên theo bản năng. Anh ta bây giờ anh ta chiến, ok, anh ta đấu. Tại vì sao? Vì cái cảm giác tổn thương nó lớn hơn cái cảm giác tình cảm đó. Giờ em nên làm sao ạ? Vấn đề nằm ở em đúng không? Cái câu hỏi vấn đề nằm ở em đúng không? Thì bây giờ anh tạm dùng chữ vấn đề đó, tại vì vấn đề người ta nghĩ là xấu. Bây giờ anh dùng cho là kết quả đi. Thì chữ vấn đề gạch chéo kết quả có nghĩa là vấn đề hay là kết quả, sự tốt đẹp hay sự tổn thương hay buồn hay được hay mất gì đó, tất cả nằm trong cái mặt kép đó. Vấn đề hay là tốt đẹp, tại em đúng không? Thì câu trả lời là yes. Vấn đề tại em đúng không? Đúng. Kết quả tại em đúng không? Đúng. Tất cả mọi thứ em có đều là đúng hết, đều là hợp lý, đúng không? Mình là ai quyết định cái mình có, đúng không? Cho nên cái câu hỏi của em, câu trả lời mặc định là yes, luôn luôn là như vậy. Em đặt câu hỏi đó suốt đời, câu trả lời vẫn yes. Xấu tốt đúng em đúng không? Yes. Hạnh phúc hay không? Tại em đúng không? Yes. Buồn đúng tại em đúng không? Yes. Em buồn nhiều em thành đạt đúng không? Tại em đúng không? Yes. Tất cả đều yes. Mình cái câu trả lời là câu trả lời mặc định là yes always. Lúc nào vậy thôi. Giờ em nên làm sao ạ? Em nên thay đổi. Cái đó phải đánh đổi nhiều lắm, thay đổi qua hành động nữa kìa. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.